Chúng ta thực hiện chương trình Nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Rất vui được gặp lại quý khán giả. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 3, kính chúc quý chị cùng gia đình nhiều niềm vui, sức khỏe và mọi sự bình an. Thưa quý khán giả, nhịp sống bình thường mới đang trở lại với các hoạt động kinh tế xã hội sôi động, đặc biệt là du lịch và các dự án giao thông được gấp rút triển khai khánh thành. Theo kế hoạch, hôm nay, hầm chui tại cầu Trần Thị Lý, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với thiết kế chiều cửa sổ trời dài 900 m sẽ được thông xe. Trước khi đi vào sử dụng, hầm chui này trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút rất nhiều bạn trẻ tới đây tham quan check-in vào mỗi buổi chiều. Hầm chui là hạng mục quan trọng nhất của dự án với chiều dài lên tới 900 m, được thiết kế đưa vào chiều ô chiến trời để tận dụng ánh sáng ban ngày chiếu xuống hầm. Kiểu thiết kế phá cách này tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Tranh thủ thời điểm chủ đầu tư chưa đưa hầm vào khai thác, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng và du khách khắp nơi kéo về đây săn ảnh, khiến khu vực vô tình trở thành điểm đến mới hấp dẫn. Dự án này được đầu tư với mục đích giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao đường 2 tháng 9 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và đường biển phía đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng công suất sân bay quốc tế Đà Nẵng trong tương lai. Thời tiết ở Đà Nẵng những ngày qua có nắng gắt vào buổi trưa, sáng sớm và chiều tối trời dịu mát, khiến người dân và du khách đổ xô đi tắm biển rất đông. Dân, nhìn bãi biển chật cứng du khách vào cuối tuần, người dân mừng vì du lịch hồi sinh. Nhưng nơi đây lại vừa xảy ra một vụ đuối nước là một người thiệt mạng. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết ở phần sau. Còn bây giờ xin được điểm qua nội dung trong các báo sáng nay. Thưa quý khán giả, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều qua, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia dành cho học sinh sinh viên năm 2022 khép lại với 20 giải thưởng được trao cho các dự án xuất sắc thuộc khối sinh viên và học sinh. Theo đánh giá, thì các dự án tham gia đều thể hiện được tính mới, sáng tạo, có cách trình bày chuyên nghiệp, chất lượng tốt, tập trung vào nhiều lĩnh vực như là khoa học công nghệ, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng. Tiếp nối những thành công của cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phát động cuộc thi lần thứ năm, dự kiến là sẽ được tổ chức tại Đại học Huế vào cuối năm nay. Thắng áp đảo trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia quý 2, nam sinh Vũ Bùi Đình Tùng xuất sắc khi mang được cầu truyền hình trận chung kết năm về cho Hải Phòng sau 11 năm và cho trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú sau 14 năm chờ đợi. Điều đặc biệt là vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Tùng cũng xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tùng chia sẻ, đối với thế hệ trẻ hiện nay, ngoại ngữ tin học là yêu cầu bắt buộc, nhưng càng phải có kiến thức lịch sử văn hóa dân tộc. Và đây là kim chỉ nam, là nền tảng để người trẻ phát triển toàn diện, tự tin hội nhập, giới thiệu và tự hào về lịch sử văn hóa đất nước Việt Nam ra toàn thế giới. Thưa quý khán giả, tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực học tập, vận dụng kiến thức từ nhà trường, mang lại niềm tự hào cho gia đình xã hội, thì vẫn còn đó những cá nhân đứng ngoài dòng pháp luật. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tra soát, điều tra và xử lý các đối tượng dùng số điện thoại và các mạng xã hội mạo danh nhân viên của trung tâm, đề nghị người dân nhận xét kết quả xét nghiệm COVID-19. Nhưng qua xác minh thì đây không phải là nhân viên của đơn vị. Mạo danh một ai đó với nhiều mục đích khiến cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội tạo sự chú ý, thu hút sự quan tâm của dư luận. Gần đây là vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng. Người ta biết và nhớ đến bà với những thị phi trên mạng xã hội hơn là chức tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, có doanh thu lớn tại tỉnh Bình Dương. Lợi dụng sức nóng này, nhiều kẻ giấu mặt, phao tin đồn thất thiệt. Chiều qua, mưa xảy ra ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Một số nơi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại Đà Lạt có mưa khá lớn, kéo dài, gây hư hại nhà kính trồng hoa màu. Còn ở Đồng Nai thì trận mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh làm hàng chục nhà dân ở thị trấn Định Quán bị tốc mái. Nhiều cây xanh bị quật ngã, tường đổ sập, tài sản bị mưa làm ướt, hư hỏng. Mưa dông cũng làm đứt đường điện trung thế. Hàng trăm hộ dân từ khu phố Hiệp Nghĩa đến khu phố Hiệp Thương bị mất điện diện rộng. Sau khi sự việc xảy ra, huyện huy động lực lượng thanh niên, dân quân và các hội đoàn thể cùng khắc phục thiệt hại cho người dân, hỗ trợ di chuyển đồ đạc bị ướt ra nơi khô ráo, sửa chữa mái và tường nhà bị hư hỏng, giúp bà con có nơi ở ổn định.
Đây là đối tượng Lê Bá Hải, 32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc nhưng không theo nghề mà buôn bán nhiều mặt hàng trên mạng. Quá trình kinh doanh online, nhận thấy nhiều người có nhu cầu kiếm việc làm từ xa, Hải đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo bán bản thiết kế. Manh mối về đường dây được hé lộ vào tháng 10 năm ngoái. Một người dân đến trình báo công an Hà Tĩnh trong quá trình tham gia làm cộng tác viên bán bản thiết kế nhà qua mạng cho một công ty thì bị lừa hơn 700 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh cho biết 35 cán bộ trinh sát kỹ thuật rà soát trên mạng suốt 2 tháng để tìm phương thức thủ đoạn và danh tính những người cầm đầu. Lúc chứng cứ xuất hiện, ban chuyên án cử cán bộ tới xác minh. Thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng Hải là một người am hiểu công nghệ thông tin, rất tinh vi khi chọn mặt hàng đặc thù để lừa. Bản vẽ thiết kế là sản phẩm số, không tồn tại vật chất, giao dịch qua mạng nên dễ che giấu nguồn gốc. Ai nghi ngờ chỉ cần chặn tài khoản là xóa sạch dấu vết. Đến giữa tháng 12, hồ sơ về đường dây được thu thập đầy đủ. Cảnh sát xác định 6 tháng cuối năm ngoái, khoảng 5.000 người ở 35 tỉnh thành phố sập bẫy do Hải và đồng phạm đưa ra. Cả nhóm thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Với các nạn nhân bị lừa, một phần cũng vì ham lợi nhuận, qua mắt trước những lời dụ dỗ, việc nhẹ lương cao. Quý khán giả đang theo dõi nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, những màn livestream đấu tố, vạch mặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, thời gian qua tạo ra hệ lụy rất lớn cho xã hội. Ở một góc độ nào đó, những thông tin liên tiếp được bà Hằng đưa trên sóng livestream không phải là hoàn toàn sai, nó ít nhiều chứa đựng một phần sự thật của hiện trạng xã hội. Nhưng nếu như chúng ta tiếp nhận thiếu tỉnh táo, sáng suốt, sẽ khó mà nhận diện đâu là đúng, đâu là sai. Vâng, cá nhân tôi thấy thì hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng tạo ra trạng thái gọi là quyền lực ảo. Người nào cảm thấy yếu thế, tiếng nói nhỏ bé thì sẽ tìm thấy nơi dựa chẩm về tinh thần quyền lực. Họ vô tình bị lôi kéo, kích động, cuốn theo nguồn năng lượng tiêu cực không có điểm dừng cho đến khi cơ quan điều tra ra quyết định điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương mời làm việc nhiều người nhằm mở rộng điều tra liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam. Những người này là trợ lý, nhân viên được bà Nguyễn Phương Hằng giao cho quản lý 12 kênh trang mạng xã hội, đội ngũ kỹ thuật tham gia tổ chức các buổi livestream, những người bàn bạc kịch bản, chuẩn bị nội dung các buổi livestream, những người tư vấn, khách mời. Ngoài ra, cơ quan công an cũng sẽ mở rộng điều tra về những cá nhân khác đã sử dụng các trang mạng xã hội, chia sẻ cài đặt các thông tin, những nội dung xúc phạm, vu khống người khác xuất phát từ các buổi livestream của bà Phương Hằng. Tôi nghĩ là một mình bà Nguyễn Phương Hằng thì sẽ không thể tạo dựng được kênh truyền thông tiêu cực của cá nhân bà, mà sau đó còn có cả một lực lượng hỗ trợ. Do vậy, người nào có liên quan về hành vi vi phạm pháp luật đối với bà Hằng thì cũng phải bị xử lý. Đây là bài học cho những ai ngông cuồng làm điều sai phạm nhưng bất chấp dư luận, bất chấp pháp luật. Đây cũng là sự tổn thương của những người không tự dưng bị đưa vào cuộc. Mới đây, Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau giao thanh tra sở mời chủ fanpage Người Cà Mau đăng thông tin sai sự thật Trấn Thành tử vong vì Covid-19 lên làm việc. Kèm theo nội dung thất thiệt là hình ảnh một chiếc quan tài có hình chân dung nghệ sĩ này. Trang fanpage Người Cà Mau có hơn 33.000 thành viên. Cơ quan chức năng đang truy tìm người quản lý trang, xử lý theo quy định pháp luật. Nghệ sĩ Trấn Thành vô cùng bức xúc trước những tin đồn thất thiệt về mình. Anh gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng ra tay kịp thời để ngăn chặn và trừng trị những kẻ đăng tin giả mạo. Và cho biết đến lúc cần có những bộ luật cụ thể, chặt chẽ cho việc quản lý cách mọi người sử dụng mạng xã hội. Hiện nay thông tin thật giả lẫn lộn và ai muốn đăng gì cũng được, không cần kiểm chứng, không màng đúng sai, càng không nghĩ đến hậu quả sẽ gây cho người khác sau những gì mình đăng. Trước nghệ sĩ Trấn Thành, nhiều sao Việt như Hoài Linh, Thúy Nga hay Trương Mỹ Nhân, Duy Khánh cũng gặp trường hợp bị đồn qua đời và phải lên tiếng đính chính. Hành vi đăng tin sai sự thật tạo sự chú ý của một bộ phận dân mạng đáng lên án, có nhiều tin đăng giật tích thật sốc. Thế nơi nào đang là điểm nóng thì nơi đó xuất hiện nhiều tin giả nhất. Gần đây, sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật, thì trên mạng xã hội phát tán rất nhiều tin bịa đặt vô căn cứ.
ngày 25 tháng 3, một tài khoản trên kênh TikTok đăng tải nội dung nóng, bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và chỉ bị phạt 1 triệu 500 ngàn đồng. Nếu không có nhầm lẫn, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ livestream trong tối nay để nói về vụ việc này. Còn tài khoản Facebook Lucas Bùi viết: chị Hằng đã về và báo vẫn viết trần trần. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin này là tin giả, tin sai sự thật và cho hay bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam trong thời gian 3 tháng ở trại tạm giam T30, huyện Củ Chi. Công an đề nghị người dân không tin, không phát tán, chia sẻ những thông tin sai sự thật. Những thông tin liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được Công an thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống. Theo chừng mới đây, tài khoản YouTuber lang thang đường phố 2 vẫn cho đăng thông tin giới tựa tin vui bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại. Theo quy định pháp luật, người tung tin giả xuyên tạc bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng, máy tính viễn thông theo quy định tại điều 288 với khung hình phạt tiền từ 30 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm. Những thông tin giả đều bị cơ quan có thẩm quyền bác bỏ. Những người cố ý tung tin thất thiệt lên mạng xã hội, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả gây ra, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật quy định rõ ràng, không ai có quyền đứng trên pháp luật. Mong người dân hãy là những độc giả và những người dùng mạng xã hội sáng suốt, văn minh. Hãy kiểm chứng tất cả những thông tin trước khi chúng ta tin vào nó. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại dịp sống kỳ mới sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.